Chào tất cả các em. Sau đây cô sẽ cùng với các em giải bài tập số 2 sau con về lớp 12 trong 119. Đề bài có hỏi như sau: sóng mang là gì? Thế nào là biến điệu một sóng điện từ cao tần? Rất là hay là nội dung lý thuyết này chúng ta đã được học ở là mẹ. Ở đây các em có thể thấy này. Những cái sóng vô tuyến dùng để tải các cái thông tin gọi là sóng mang. Và những cái sóng vô tuyến này thì thường là sóng điện từ cao tần tương ứng với sóng ngắn. Như vậy chúng ta đã có nội dung thứ nhất là sóng mang, còn nội dung thứ hai về biến điệu sóng điện từ thì người ta nói rằng dùng một bộ phận khác để trộn sóng âm tần với sóng mang. Việc làm này gọi là biến điệu sóng điện từ, và bộ phận trộn sóng người ta gọi là mạch biến điệu. Như vậy chúng ta có thể trả lời câu hỏi hay nói khác là bài tập số 2 là như sau. Thứ nhất, sóng mang là sóng điện từ cao tần. Tiếp theo, chúng ta có biến điệu một sóng điện từ cao tần là trộn dao động âm tần với dao động cao tần. Đó là đơn giản. Bộ phận để biến điệu này thì người ta gọi là mạch biến điệu, và chúng ta đang học trong các cái sơ đồ khối của máy thu thanh và phát thanh. Cảm ơn các em. Bài tập số 2 đến đây là kết thúc.